xúc của Phương là mọi người đã cùng nhau đi một hành trình cũng khá dài với nhau. Trong 8 tháng thì mọi người đã cùng nhau tạo ra một câu chuyện, và câu chuyện đó đã gần đến lúc kết thúc. Thì đấy là một cái cảm giác là mình đã ít nhiều cùng nhau tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh và mang được một câu chuyện mà khiến cho mọi người đều có rất là nhiều suy nghĩ. Chắc chắn là Phương nghĩ kiểu gì thì nó cũng sẽ ra cái tên thôi. Đơn giản như thế thôi. Kiểu gì cũng sẽ là vui thôi. Kiểu gì cũng thế. Nếu mà bật mí một chút thì Phương chỉ bật mí một cái điều khá là vô thưởng vô phạt nhưng có liên quan đến Hà. Đấy là Hà sẽ gặp gỡ lại với một nhân vật mà cô ấy đã từng có một cái cảnh quay cùng mà hồi đấy là cũng cộng đồng mạng cũng liên tục nói về cái cảnh quay đó. Người ta cũng khá là thích cái cảnh đó. Đấy là cái cảnh mà Hà sử dụng tiếng Anh để phản ứng lại với một cầu thủ khi mà hai gia đình đấu với nhau. Thì tập cuối phim thì Hà sẽ gặp lại cái người đấy.